Xin chào tất cả các bác nhá. Các bác ơi, lại là em đây. Em tên là Phin, nhân viên của hợp tác xã Dao Phúc Sen. Và trong clip hôm nay thì em lại tiếp tục lên những mẫu dao rìu để giới thiệu với tất cả các bác. Hôm nay thì em sẽ lên combo dao mèo 20 vỏ vuông và một cây rìu 01 nhá. Mã là R01 và con M20 MND. Giới thiệu đến tất cả các bác về chức năng cũng như là công dụng của nó và kích thước của nó đến với tất cả các bác, để các bác mình mà quan tâm ấy thì mình có thể tham khảo thêm nhé các bác nhé. Đầu tiên thì em sẽ giới thiệu với tất cả các bác là một mẫu mèo 20. Mèo 20 này là tất cả là cán và vỏ nó sẽ là cán mun. Đây ạ. Một con dao mèo 20 thì khâu đồng đỏ nhá, khâu đồng đỏ và chốt đồng đỏ. Thật sự mà nói ấy, thì dao mèo mà cũng mun ấy mà đi với khâu đồng thì nó có một cái vẻ đẹp nhìn nó rất là lạ luôn các bác ạ, một cái vẻ đẹp rất là lạ. Đây, kể cả cái khâu ở đây nhá, kể cả khâu ở đây cũng được dập đây này các bác nhìn thấy nào, nó có đánh chấm chấm để là tạo cho nó một cái điểm nhấn nhìn nó rất là đẹp luôn. Đấy là mẫu mèo 20. Tất cả thì nó cũng đều có chữ dập chìm HTX Dao Phúc Sen này các bác nhìn thấy này. Có tem chống hàng giả như này thì các bác mua hàng mình yên tâm, và có bên em để có chế độ bảo hành 12 tháng cho mình mà. Đó. Thì cây mèo 20 này thì sẽ có là thông số như sau. Lưỡi của nó sẽ dài 20 cm nhá các bác, lưỡi dài 20 cm. Và con này nó sẽ dày khoảng 4 mm ạ. Dày khoảng 4 mm. Con này thì các bác mình có thể chặt được những cành cây nhỏ, cây không quá to, không quá cứng. Và các bác thái được, các bác lọc được nhá. Và con này các bác vẫn có thể chặt được gà vịt. Tuy nhiên thì nó sẽ không được đầm tay bằng cái mẫu mèo 25, nhưng mà vẫn có thể chặt được. Và cây thì phù hợp với tất cả các bác mà mình đi cắm trại này, đi câu này, đi phượt mà các bác thích mẫu nhỏ gọn thì mình có thể lựa chọn một cái mẫu mèo 20 này nhá các bác nhá. Đó, rất là nhỏ gọn thôi, nó nhẹ thôi, nó khoảng 400g các bác. Đấy, 400g nhé các bác. Đó, đây sẽ là cái vỏ của nó này. Cái vỏ của nó sẽ được tết dây mây này các bác ơi. Ở đây ngoài này nó sẽ là cái dây mây mà bên em tết vào đây. Và tất cả đây sẽ là gỗ cầm chỉ, và ở đây sẽ có một cái dây quấn ở đây này. Đấy, dây quấn ở đây. Và sẽ có cái đồng tiền ở đây. Và nhìn cái vỏ dao ấy, nó rất là kiểu đậm chất núi rừng luôn các bác ạ. Đó, nhìn rất là đẹp luôn. Đây là mẫu mèo 20 nhá. Thì em sẽ cho cái vỏ, cái dao vào đây để các bác mình có thể. Ở đây nó vẫn còn chế độ khóa dao nhé các bác. Đó, cho vào như này thì nó sẽ chắc, nó sẽ không bị bung ra. Đấy, khi mà các bác ấy vào đây thì bung ra. Đó, đây là mẫu mèo 20 khi cho vào vỏ như này. Là một con mèo và một sản phẩm nó rất là nhỏ gọn. Mèo 20 nhìn nó rất là đẹp luôn. Gỗ mun này thì nó không phải mun đen mà nó kiểu hơi, nó là mun sọc. Nó có thể nhìn thấy những cái vết vân của nó ở đây nữa này. Các bác nhìn rõ thì mình có thể thấy. Đấy, đây là mẫu mèo 20. Một cây mèo nhìn rất là đẹp luôn đấy ạ. Đó, ok các bác nhé. Thì em sẽ bỏ nó ra để mình có thể nhìn kỹ hơn, rõ hơn. Rồi, em sẽ đặt vào đây nha các bác nha. Tiếp theo thì em sẽ giới thiệu cho tất cả các bác, đó là mẫu rìu. Rìu này là mã là R01 nha các bác. R01 này thì sẽ nặng khoảng 1,1 đến 1,2 kg. Đây, nặng 1,1 đến 1,2 kg đây ạ. Thì ở đây nhá, cái cán của nó sẽ dài khoảng 34 cm. Gỗ cầm chỉ này, gỗ cầm chỉ thì nói chung là cái vân gỗ ấy, thì mỗi con nó sẽ lên một cái vân. Kể cả mặt trước mặt sau thì các bác cũng đã nhìn thấy nó khác nhau rồi, tại vì là gỗ tự nhiên mà. Đó, nhìn rất đẹp. Cái này thì cái cán của nó cực kỳ đẹp luôn. Thì cái này nó sẽ được thiết kế, cái lưỡi nó được thiết kế kiểu rộng hai bên ra. Thì cái này để cho các bác mà mình sử dụng ấy, sử dụng trong lao động ấy, chặt cây, chặt cây này, chặt tre này, chặt gỗ cứng thì rất là ok. Tại vì nó nặng khoảng 1,1 đến 1,2 kg ấy, thì nó rất là đầm tay. Đấy, rìu cũng có khắc chữ và có tem chống hàng giả, nên là các bác yên tâm. Công nhận là cái cán này nó cực kỳ đẹp luôn. Đó, rất là đẹp. Nặng 1,1 đến 1,2 kg nhá. Đấy, nó khá là nặng so với em cầm. Đây, các chị em phụ nữ như em cầm thì nó nặng ấy các bác ạ. Đó, đây sẽ là một cái combo cây này nhá các bác, có thể sử dụng lao động hoặc là các bác nào mà thích đầm tay mà mình đi cắm trại thì mình cũng có thể sử dụng cái mẫu này. Và tất cả hai sản phẩm này mình có thể dùng để trưng cũng được nha các bác nha. Rồi ạ, thì các bác đang xem clip mình mà thích mẫu dao nào thì các bác hãy cầm điện thoại lên và gọi đến số 0987 240 733 để được tư vấn một mẫu dao phù hợp với tất cả các bác nhá.
Và cái giá sản phẩm của nó thì em sẽ để ở phần dưới mô tả nha các bác nha. Hoặc là các bác có thể lên trang web của hợp tác xã Giao Phúc Sen là giaophucsen.vn hoặc là htxgiaophucsen.com, thì ở trên đấy thì có toàn bộ thông số kỹ thuật cũng như là giá của sản phẩm luôn. Các bác vẫn đang xem clip thì cho em xin một nút đăng ký kênh của tất cả các bác nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Và em sẽ dừng lại cái clip này tại đây và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những clip lần sau. Thì em sẽ lên nhiều mẫu hơn mới, nhiều mẫu dao và rìu mới hơn của bên em nhá. Cảm ơn tất cả các bác rất là nhiều ạ. Chúc tất cả các bác có một ngày mới thật là vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại ạ.